Chào mừng các bạn đã đến với tôi thực tin học ha. Thì hôm nay tôi được tin học xin cho các bạn cách để mà thay đổi mật khẩu tài khoản Facebook của các bạn ha. Thì trong quá trình sử dụng Facebook thì lâu ngày thì các bạn muốn nên thay đổi mật khẩu định kỳ ha, để tránh chúng ta bị hack Facebook, cũng như là các bạn nên thay đổi những mật khẩu mạnh ha, thì tài khoản Facebook của mình được an toàn hơn. Để thay đổi mật khẩu tài khoản Facebook thì các bạn sẽ làm như sau ha. Đầu tiên vô thì các bạn sẽ chọn vào đây. Rồi kích vào cái biểu tượng của mình, biểu tượng hình đại diện của mình ở bên phải có ba dấu ba gạch đây. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt đây, cái bánh răng ha, cái bánh răng đây. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn mật khẩu và bảo mật. Rồi ok, thì tới đây thì các bạn sẽ tiến hành chọn đổi mật khẩu nha. Đổi mật khẩu thì lưu ý là khi đổi mật khẩu các bạn nên đổi mật khẩu mạnh ha, gồm có chữ hoa, chữ thường và số ký tự đặc biệt, để cho tránh cho người khác dò tìm mật khẩu của mình ha, nó sẽ khó dò tìm hơn. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu cũ qua, rồi sau đó các bạn nhập mật khẩu mới ha. Nhập mật khẩu mới đây và mật khẩu mới đây, nhập lại mật khẩu mới đây, hai cái mật khẩu này giống nhau nha. Rồi mình sẽ nhập mật khẩu mới trên dưới này cũng giống mật khẩu trên luôn. Rồi sau khi nhập mật khẩu xong các bạn chọn cập nhật mật khẩu nha. Đó, thì nó ok, thì nó sẽ như ra cho phép các bạn đổi mật khẩu thành công ha. Rồi lưu ý là này nó sẽ cho phép tùy chọn nè. Thì thứ nhất là cho phép các bạn là cái thiết bị khác, đó, trong trường hợp mà các bạn muốn đăng xuất những tài khoản khác thì các bạn chọn đây. Anh kiểm tra những thiết bị khác. Đăng xuất hết tất cả các đăng xuất tài khoản Facebook của bạn trên tất cả các thiết bị khác. Còn không, nếu không thì bạn muốn duy trì thì các bạn chọn đây là nó vẫn duy trì đăng nhập trên những thiết bị khác, ví dụ như là máy tính hay là điện thoại gì đó ha. Trong trường hợp mà các bạn nghi ngờ là bị lộ mật khẩu ha, thì các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn có thể chọn đăng xuất những thiết bị khác ở trên. Còn đây là mình tự đổi gì đó, mình sẽ chọn duy trì đăng nhập ha. Nó sẽ không có bị thoát Facebook ra trên những thiết bị khác. Rồi. Rồi chọn tiếp tục. Rồi ok, xem như các bạn đã đổi mật khẩu thành công ha. Thì các bạn lưu ý là trong quá trình các bạn sử dụng Facebook thì các bạn nên bật cái tính năng đây, các bạn bạn nên bật tính năng là xác thực hai yếu tố đây nè, để mỗi lần các bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook thì nó sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật ha, mà mã bảo mật sẽ được gửi về cái số điện thoại của các bạn đã đăng ký trên đây. Cho dù người ta biết mật khẩu thì người ta cũng không đăng nhập được, lý do là nó sẽ gửi tin nhắn về cái số điện thoại của các bạn ha. Rồi ok, đó là khi các bạn bật tính năng hai lớp trên Facebook ha. Đây sẽ có cái mã khôi phục ha, có thể dùng mã khôi phục này đăng nhập khi mà bạn mất điện thoại ha, mà không nhận được mã xác minh qua tin nhắn thì các bạn có thể chọn mã khôi phục nè. Khôi phục ở đây thì nó cho phép các bạn, nó sẽ hiển thị những cái mã khôi phục ha. Rồi, các bạn có thể sao chép những cái mã này để dành ha. Rồi giờ ở đây thì mình sẽ được hai phương thức ha để bảo mật, đó chính là tin nhắn và mã khôi phục ha. Thì sau này phải dùng một trong hai phương thức này thì mới có thể đăng nhập Facebook được ha. Thì thêm email và số điện thoại thì các bạn lưu ý là các bạn vào phần thông tin và cá nhân và tài khoản. Đây các bạn có thể thêm email và số điện thoại ở đây ha, trên tài khoản Facebook của các bạn. Thì các bạn nên thêm email và số điện thoại để các bạn khôi phục lại tài khoản của mình khi các bạn quên mật khẩu nha. Trong trường hợp mà người khác biết được mật khẩu Facebook của các bạn ha, thì các bạn vẫn có thể dùng email và số điện thoại để mà có thể khôi phục lại được ha. Rồi ok, sau khi các bạn đổi mật khẩu xong, Facebook sẽ gửi email về cho các bạn ha, để báo là các bạn đã có người thay đổi mật khẩu Facebook của các bạn ha. Trong trường hợp mà các bạn không phải là người đổi mật khẩu thì các bạn có thể chọn không phải tôi và làm theo các hướng dẫn ha, để có thể khôi phục lại được tài khoản Facebook của các bạn ha. Đến đây mình xin kết thúc tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thu Kinh Học để không bỏ lỡ video mới nhất từ Thu Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.